học sinh sinh viên lại là cái lứa tuổi mà ra gọi là trong cái quãng mà khá là tệ nhất trong cái quãng đời tươi đẹp. Cái cảm giác khi mà tẩy trang xong mà da mặt nó hơi trong sáng mà chưa hề dùng sữa rửa mặt thì rất là thích ở cái dòng này. Ok, thoáng đã. Fresh. Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Bánh Nhỏ của tớ trên Hướng Wish. Hôm nay là cái video dành riêng cho các bạn học sinh sinh viên. Tại vì tớ thấy là tớ nhận được câu hỏi nhiều nhất là từ các bạn học sinh sinh viên. Và cái vấn đề đấy là cái vấn đề mà dưỡng da mà giá bình dân phù hợp với học sinh sinh viên. Và cái video này, những cái sản phẩm mà dưỡng da ngày hôm nay sẽ chỉ rơi vào khoảng tầm 100.000 cho tới khoảng hơn 200 thôi. Đúng là để làm cái video này là phải chọn lọc suy nghĩ kỹ lắm. Tại vì là như thế này, đa phần cái lứa tuổi học sinh sinh viên lại là cái lứa tuổi mà ra gọi là trong cái quãng mà khá là tệ nhất trong cái quãng đời tươi đẹp. Tại vì là cái thời điểm dậy thì, cái thời điểm thay đổi nội tiết tố, cái thời điểm yêu đương, yêu nhiều thì nổi mụn tinh nhiều. Đấy, cái sự đẹp các thầy cô hay nói thế. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Và tớ thì lại các bạn tóc mái cho dài ra không? Đó, nhưng mà cũng đỡ ngu hơn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng skincare luôn. Tớ thì hôm nay đang có make up xương xương từ sáng rồi thì chắc là nó trôi gần hết rồi. Đó, thì tớ sẽ tẩy trang. Ok, việc đầu tiên của việc mà mỗi lần mà tẩy trang chuẩn bị đi tắm ấy, đấy là mua quá nhiều những cái xinh xinh nhé, mất lượng cái nào. Vương miễn đi, này, làm hoàng tử công chúa cái con. Đấy, xương hết tóc lên. Ok, đầu tiên cái bước tẩy trang thì tớ sẽ recommend cho các bạn một cái dòng tẩy trang đến từ Senka. Cái dòng tẩy trang này giá chỉ có 119.000 thôi. Nhưng mà nó không phải là cái dòng tẩy trang bình thường cái đợt trước, mà cái dòng này là cái dòng mới của Senka. Cái này lúc nãy tớ cầm mà tớ quen thói, cứ nhìn thấy cái chai này là tớ lại lắc như vậy. Nên là nó mới trắng đục như thế này. Chứ bình thường là nó sẽ có hai cái tầng màu. Một cái tầng ở trên là cái sữa nó nhẹ hơn cái nước ở dưới. Nên là nó sẽ lên trên cái tầng trắng trắng mây mây này, còn dưới là cái nước. Tại vì cái dòng này là cái dòng All Clear Milky Water, tức là cái dòng sữa và nước là hai trong một ý. Khi mà dùng thì các bạn phải mix nó lên. Sau đó thì cái nước của nó sẽ là một cái sữa đặc đặc, giống như là cái nước gạo á. Nhưng nó giống, nó giống sữa đậu nành hơn là nước gạo. Bởi vì trong cái thành phần của nước sữa dưỡng tẩy trang này của Senka thì có cả sữa đậu nành nữa. Dòng nước sữa dưỡng tẩy trang hai lớp này của Senka thì có chiết xuất từ đậu nành Nhật đấy, như tôi đã nói đấy, thì sẽ giúp dưỡng ẩm này, làm mềm da, với cả giúp da không bị khô sau khi tẩy trang. Và bởi vì kết cấu của cái dòng tẩy trang này nó là nước và sữa tẩy trang, là dạng micellar cụm sữa ấy, nên là khi sử dụng sẽ cảm giác rất là mỏng nhẹ, không bị nhờn dính. Ngoài ra thì cái dòng tẩy trang này của Senka ấy, các cậu dùng sẽ không sợ bị nhạy cảm với những cái vùng như là mắt này, hoặc là những cái vùng nào mà đang bị mụn, không sợ bị da kích ứng, với cả để có các tác dụng bảo vệ và cả chống lão hóa da nữa. Và với cái công thức dịu nhẹ thì đã được kiểm duyệt và đảm bảo từ nhà sản xuất rồi. Và nhà sản xuất là nhà sản xuất Nhật Bản nên tớ tin tưởng lắm nha. Dòng tẩy trang hai lớp này của Senka giúp sạch sâu lớp trang điểm lâu trôi, giúp tẩy nhẹ tế bào chết với cả dầu thừa trong lỗ chân lông nữa. Có một cái tip nhỏ khi mà tẩy trang ấy, là ví dụ như những cái bẩn như này mà các bạn lau rồi thì các bạn tránh ra. Tại vì các bạn lau một đường như này, đó, từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài như thế là nó bẩn đi đúng không? Thì các bạn đừng có di lại trên cái nền da này nữa, tại vì như thế nó sẽ bám ngược lại nha. Nên là bởi vì thế cho nên là nó mới hao bông tẩy trang, là bởi vì như vậy. Đó, những cái chỗ nào mà còn sạch thì các bạn hãy lau. Đấy, sau khi mà sử dụng cái tẩy trang này xong thì các bạn thấy là da mặt nó thoáng ấy, kiểu như là cái cảm giác khi mà tẩy trang xong mà da mặt nó hơi trong sáng mà chưa hề dùng sữa rửa mặt ấy, thì rất là thích ở cái dòng này. Lý do tại sao mà tôi thích cái dòng tẩy trang này này, đấy là nó không chứa dầu khoáng, không có chứa cồn, không hương liệu, và nó rất là kiểu gọi là cảm giác dùng nó không có mùi gì mấy, nó rất là kiểu tinh khiết ấy. Nó giống nhìn như sữa đậu nành lúc mà mix lên như thế này này, và dùng xong người thấy da mặt rất là thoáng. Và thành ra cái giá tiền là 119.000 một chai này thôi, và tôi thấy bán rất là phổ biến rộng rãi, từ siêu thị đến các cửa hàng tiện lợi, rồi đến nói chung là ở đâu tôi thấy cũng dễ mua những cái dòng tẩy trang như này. Đặc biệt cái dòng tẩy trang của Senka này rất là phù hợp với đại đa phần học sinh sinh viên và túi tiền của bọn mình nữa. Và kể cả như này, tôi nói thật ý, là cái việc mà ngày nào cũng make up bất kỳ cái tẩy trang hao dã man, cho nên chọn một cái dòng tẩy trang nào mà kiểu gọi là dùng mà tiện, mà kiểu double hai lớp như thế này thì rất là hợp lý. Ok, tiếp theo là tớ sẽ làm ướt mặt.
Và tiếp đến là sữa rửa mặt. Thì đây là một dòng sữa rửa mặt của Nhật luôn. Thì cái này là sữa rửa mặt Hatomuji. Thì cái này các bạn thấy trên mạng chắc cũng nhiều rồi đúng không? Tớ cực kỳ mê cái sữa tắm này. Còn cái sữa rửa mặt này thì kiểu to hết hồn luôn. Kiểu to hết hồn. Mà cái này tớ thấy hơi phi lý ở một chỗ là như này. Là tớ thấy ở trên mạng á, bán nhiều chỗ bán rẻ quá, rẻ hết hồn. Tầm 5-6-70 lúc sale. Rồi nếu mà không sale thì rơi vào khoảng tầm 70-80-90. Trong khi tớ mua cái này ở ngoài 7-Eleven với cả mấy cửa hàng khác thì sẽ rơi vào khoảng 100.000, hơn 100.000. Nói chung là giá cũng không biết. Đấy, cái này thì được cái là bọt dày. Và cái mùi này thì tại vì tớ thích cái mùi dòng sữa tắm này nên là tớ thấy ok. Tớ thì đặc biệt là xoa nhiều cái phần mũi. Tại vì muốn làm sạch cái phần mũi nhiều với cả lỗ chân lông của mũi to nhất ấy. Nên là phải massage nhiều để cho nó sạch. Wow! Rửa mặt xong cái hết fresh liền. Ta-da! Bây giờ thì nếu như bạn nào mà giàu ngày trước tớ hay giàu kiểu này lắm. Nhưng mà bây giờ thì hết giàu rồi. Đấy là dùng bông tẩy trang xong rồi tớ thấm thì rửa mặt luôn. Nhưng mà hết mất tiêu rồi. À không, còn một miếng mà chưa kịp mua. À còn hai miếng chưa kịp mua. Nên giờ tớ sẽ nghèo hơn một chút. Đùa đấy nhá, cái này là đùa thôi. Đấy là dùng khăn bông để lau mặt. Đây, giải thích một chút là lý do tại sao lại chơi cái việc mà giàu với nghèo. Tại vì như thế này là khăn ấy, thì khăn bông ấy thì kiểu mình sử dụng ngày qua ngày ấy, thì thực sự ấy, là mình để trong toilet ấy, hay là mình để trong nhà tắm ấy, thì nó không sạch bằng cái đồ dùng một lần rồi gọi là bỏ đi giống như bông tẩy trang ấy. Tại vì da mặt đang sạch nên là những bạn nào mà da mặt mà nhạy cảm ấy thì nhiều người ấy cũng hạn chế sử dụng những cái khăn bông ấy. Đặc biệt ví dụ như bạn nào ở đi khách sạn hay đi du lịch hay cái gì ấy, thì kiểu như là nhiều người không muốn sử dụng cái đấy để lau mặt tại vì sợ họ giặt nó không có diệt khuẩn ấy. Đấy, bla bla. Sau khi rửa mặt thì thấy mặt thông thoáng rồi đấy. Tiếp đến là sẽ sử dụng toner và còn miếng bông. Lát phải chạy xuống mà thôi. Lát ngủ luôn quá. Hôm nay cảm thấy là nên ngủ sớm. Cũng là cái toner Hatomuji này tại vì nó rẻ. Thì cái toner này nó có một cái là chai to, siêu to luôn. Cái này 500ml liền mà giá chỉ có hơn 100.000. Đấy, cái nước của nó thì cái này nó giống màu gạo hơn. Còn lúc nãy cái tẩy trang này của Senka thì nó là giống sữa đậu nành. Còn cái này là giống nước gạo nấu. Thì đó. Đấy, chân tớ cậu thấy tớ hay như này này. Là bởi vì tớ cho nó thấm. Cái bông tẩy trang nó thấm để lấy lên mặt cho nó thích ý. Thì lúc thì tớ dùng tớ chấm như này. Lúc thì tớ lại lau. Ok, thoáng đãng, fresh, rất là fresh. Mặt mặt, tinh. Ê, cái phần mà mụn này này. Với lại mỗi là tại vì bây giờ đang đến ngày dâu các cậu ạ. Cho nên là mỗi ngày mà trước và dâu, trước con huyệt nó tới ấy, trước một ngày hai ngày nó bắt đầu mọc lên mụn. Sau khi con huyệt nó đi hẳn thì mụn bắt đầu mới xẹp. Thì kiểu gì một tháng nó cũng có một vài cái mụn kiểu như thế. Bước thứ tư trong chương trình skincare cực kỳ basic. Đấy là đến dưỡng và chúng ta sẽ sử dụng serum. Thì ở đây tớ có một dòng serum mà các cậu nhìn cũng rất là quen đấy. Đấy là The Ordinary. Thì đây là một cái dòng mà gọi là giá tiền phù hợp với đại đa phần mọi người. Rơi vào khoảng từ 150 cho đến khoảng chưa đến 200.000. Thì đây là cái dòng Niacinamide 10% đấy. Cái dòng này thì rất là dịu nhẹ, kiểu thanh thuần. Có một cái tác dụng cấp ẩm. Đấy. Và điều mà tớ thích nhất ở cái dòng serum này là nó không mùi. Tớ thích cái sản phẩm nó không mùi. Lại một lần nữa phải nói đấy là như là nhiều bạn nghĩ là da mà đang mụn thì không cần dưỡng ẩm. Thật ra cái lúc mà da dầu nhờn dễ mụn ấy thì các cậu sẽ có lợi về khi các cậu lớn hơn, các cậu hết dậy thì, khi các bạn lớn hơn như tớ này thì da sẽ đỡ có lợi hơn về cái mặt là da sẽ đỡ bị nhăn, bị khô. Và cái dấu hiệu lão hóa nó sẽ xuất hiện lâu hơn, chậm hơn so với những người da khô. Tại vì da khô bẩm sinh họ sẽ gọi là nếu mà họ không dưỡng, không chăm ấy thì họ sẽ kiểu như là lão hóa nhanh hơn. Tại vì da nó thiếu nước, thiếu ẩm, nó sẽ lão hóa nhanh hơn. Đấy, như thế này là chưa đi ngủ được đâu. Với serum mà không dùng kem dưỡng thì giống như là các cậu chưa có một cái gì đấy để chốt hạ lại tất cả những cái dưỡng ở trên mặt đâu. Đó, và đặc biệt là nếu như các bạn nào mà dùng những cái serum dòng HA
hyaluronic acid ý. Và nếu các cậu không dùng một cái dòng kem dưỡng khác để khóa ẩm lại thì cái đấy, cái HA đấy nó còn dễ bay hơi, nó còn hút ngược ẩm ra ngoài cơ. Thì tiếp theo tớ sẽ sử dụng cái dòng gel mặt nạ ngủ này của Senka. Cái sản phẩm này nó kiểu tớ không biết chê vào đâu luôn ạ. Tớ ghét những thứ mà kiểu nhìn nó hoàn hảo. Chê nha, chê trước nha. Đấy là tại vì cái này thường là những cái cũ gel dưỡng này nó sẽ đi kèm với cái một cái muỗng hoặc là một cái que mà để lấy cái gel ở bên trong, nhưng mà cái này không có. Nhưng mà tớ là cái người bình thường tớ chẳng dùng cái lọ que đấy. Đây, cái chất gel ở bên trong này nó ngon như sữa chua vậy ạ. Và đặc biệt là cái sản phẩm này nó không có mùi. Tớ rất mê, rất thích những cái đồ không mùi. Thì thật ra là cái hũ này nó không có ít như vậy đâu. Chẳng qua là tớ dùng rồi nên là nó nhìn hơi ít. Và thật ra lúc đầu nó đầy hơn nha mọi người. Đây, tớ mới tìm. À đây, cái packaging của nó full là như thế này đây. Full box là nó sẽ như này, rất là xinh. Có một cái dòng mà họ claim rõ ràng ở trên này. Các cậu, cái dòng này rất là quan trọng này. Thích hợp cho cả da dầu và da mụn vì sản phẩm không chứa các thành phần gây bít tắc lỗ chân lông. Đó. Về thành phần thì cái dòng mặt nạ ngủ này của Senka có các chiết xuất thành phần thiên nhiên của Nhật, ví dụ như là tơ tằm trắng, cái này nghe quen đúng không? Nhật họ rất thích cái này luôn, mật ong này, cám gạo này. Và hũ kem mặt nạ ngủ này thì giúp tăng cường cấp ẩm chuyên sâu như cái tên gọi của sản phẩm, giúp cho chúng ta ngủ sâu giấc hơn và da chúng ta sẽ đẹp hơn mỗi ngày. Và theo như tớ biết thì cái hũ kem này có một cái công nghệ đặc biệt, đấy là Naturens, độc quyền từ Shiseido luôn. Đấy, nếu mà ai không biết thì Senka chính là một cái hãng con của tập đoàn Shiseido Nhật Bản đó mọi người ơi. Và dĩ nhiên sẽ được thừa hưởng những cái công nghệ rất là xịn sò. Và cái công nghệ này sẽ giúp nâng cao hiệu quả của các thành phần dưỡng da. Rồi, chưa hết đâu, với một cái hũ kem có 235.000 thôi nhưng mà được thừa hưởng thêm một cái công nghệ nữa, đấy là một cái phức hợp chống oxy hóa cao, giúp phần cải thiện tình trạng da bị chảy xệ, duy trì da luôn săn chắc và đàn hồi tự nhiên. Và cuối cùng đấy là công nghệ chuyển hóa kem dưỡng độc quyền. Bởi thế cho nên là khi sử dụng cái mặt nạ ngủ này lên mặt thì chất kem sẽ dễ thấm vào bên trong da, cái cảm giác nó không có bị dày, không bị dích quá như một số dòng mặt nạ ngủ khác, giúp cung cấp nước và giữ ẩm cho da mịn mà. Ok, và thế là đã an tâm, bây giờ có thể đi ngủ được. Và tớ sẽ nói một chút hơn về cái dòng mặt nạ ngủ gel này. Thì nhiều người sẽ bảo, chị ơi mặt nạ ngủ với cả kem dưỡng ban đêm hay là kem dưỡng bình thường thì nó khác gì nhau, rất là nhiều bạn em không phân biệt được. Thì thật ra cái dòng mặt nạ ngủ ấy nó cũng giống như kem dưỡng ban đêm vậy đó, các cậu hiểu không? Nhưng mà mặt nạ ngủ nó sẽ cái chất của nó thường thì nó sẽ dày hơn và nó sẽ thiên về giống như là cấp ẩm nhiều hơn, cấp dưỡng và làm sâu vào bên trong nhiều hơn. Cho nên nhiều khi mà nhiều người không quen khi mà sử dụng những cái dòng này thấy nó dích và cảm giác nó dày, nó khô lâu hơn so với những cái dòng kem dưỡng khác. Tại vì dòng kem dưỡng thông thường bôi lên thì nó sẽ kiểu như là thấm nhanh hơn. Nhưng mà cái dòng này này thì tớ thấy là nó, cái texture của nó cũng đã gọi là mỏng hơn rất nhiều so với nhiều dòng mặt nạ ngủ kem ban đêm cho da mặt ấy. Đó, chứ không phải là dòng mặt nạ ngủ cho môi đâu nha. Xong có nhiều bạn hỏi là thế đắp mặt nạ rồi có cần dùng kem dưỡng không? Có dùng serum không? Thì là như này này, mặt nạ nó giống như là các cậu bình thường là các cậu ngày ăn 3 bữa xong hôm nào các cậu thích đá thêm ly trà sữa chẳng hạn. Thì đó, thì các cậu giống như mặt nạ nó giống kiểu đá thêm ly trà sữa. Các cậu thích thì các cậu đắp. Cứ cảm giác ấy, mỗi lần đắp mặt nạ xong thấy mình đẹp hơn đúng không? Da mặt các thứ nó tốt hơn đúng không? Nhưng mà nó sẽ chỉ được một cái quãng ngắn thôi. Tại vì nó không kiểu sâu và lâu nhiều dưỡng chất đặc thù giống như những cái dòng mặt nạ ngủ qua đêm hoặc là những cái dòng kem dưỡng hoặc cái dòng serum, tại vì họ đã thiết kế cái chức năng của những cái sản phẩm đó như vậy rồi. Ok, và tất cả những cái sản phẩm dưỡng da ngày hôm nay nó đã gọi là quen thuộc với đại đa phần mọi người nhưng có lẽ nhiều người cũng chưa biết. Và cái này thì thấy giá rất là ok nha, và đặc biệt toàn những cái sản phẩm không cồn, không gây kích ứng da, phù hợp với cái lứa tuổi dậy thì nữa. Và tổng cái những món đồ ngày hôm nay ấy, cả 5 bước skincare này thì rơi vào khoảng tầm 700.000 đó, thì tôi thấy là hợp lý lắm luôn ấy. Và tôi đặt hết thông tin sản phẩm phải mô tả các bạn mở ra để có thể tham khảo thêm, cũng như là đừng quên cái thăm fanpage và Instagram của tớ để không bỏ lỡ một video nào, cũng như là nhấn like subscribe channel này để trên nhiều bé nhỏ nhất được 1 triệu sub. Và có gì thì các bạn cũng có thể tham gia cái hội kín của chúng ta, link cũng ở dưới phần mô tả. Và bye bye, chúc các bạn sẽ luôn xinh, cũng như là nhớ lên TikTok và Insta của tớ để xem nhiều clip thả thính. Đùa đó. Xong nhiều người còn bảo tớ là chị ơi, dạo này chị không làm crush nữa à, chị làm crush phiên bản 2021 đi. Xong tớ nghĩ là 2021 với 2019 khác gì nhau nhỉ? Đấy, nên là tớ cũng không biết là nói gì nữa luôn đi. Chắc tớ cũng không biết nữa. Ok, bye bye, chúc các bạn sẽ ngủ ngon. Đừng quên dưỡng da trước khi đi ngủ nhé. Bye bye.